Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái hệ thống micro hội nghị kỹ thuật số khá là cao cấp của thương hiệu Shure. Thì Shure thì các bạn biết rồi, một trong những cái thương hiệu chuyên sản xuất về micro hàng đầu thế giới. Thì lâu nay chúng ta vẫn khá là quen thuộc với các cái sản phẩm mic có dây hoặc là không dây của Shure. Còn các cái dòng mic hội thảo thì cũng hơi ít thấy. Thì ở Việt Nam, các cái dòng mic hội thảo quen thuộc được dùng rất là nhiều như Toa, Bose, CMAX, GTX, Vitsonic vân vân. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sự lựa chọn nữa. Đây là một cái dòng micro hội thảo cao cấp của thương hiệu Shure, DDS-5009, sản xuất tại Thái Lan. Thì đây là một cái dòng mic khá là cao cấp, bên mình đã lắp đặt rất là nhiều. Tiêu biểu là cái tòa nhà trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, cái tòa nhà Quả Bắp đó. Thì tất cả các cái phòng họp lớn nhỏ đều sử dụng cái dòng micro này, rất là chất lượng. Ok, thì giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết cái dòng micro Shure DDS-5009 sản xuất tại Thái Lan. Đây là hàng chính hãng của Shure, được nhập khẩu chính ngạch, có COCQ, hóa đơn đầy đủ. Ok, thì cũng giống như các cái hệ thống micro hội nghị hội thảo khác, thì cái hệ thống này nó cũng có ba cái thiết bị chính. Thì đầu tiên là cái thiết bị điều khiển trung tâm Shure DSCCU bàn hội thảo DC5980B và hai cái loại cần micro GM5923 và GM5924, một cái loại tiêu chuẩn và một cái loại cần dài, thì chúng ta có thể lựa chọn để phù hợp với cái nhu cầu. Thì đầu tiên là cái bộ thiết bị điều khiển trung tâm Shure DSCCU. Thì với một cái bộ điều khiển trung tâm thì các bạn biết rồi, nó có nhiệm vụ chính là cấp nguồn cho toàn bộ các cái micro. Thì cái hệ thống này nó có gì nổi bật? Thì đầu tiên thì đây là một cái hệ thống micro hội nghị kỹ thuật số có dây, do đó nó sẽ sử dụng cái cáp chuẩn cáp 5A. Thì đây là một cái chuẩn cáp khá là phổ biến trên thị trường. Thì với cái chuẩn cáp này thì rất là dễ dàng cho chúng ta trong quá trình lắp đặt cũng như là bảo trì hệ thống, thì chúng ta có thể dễ dàng tìm được bên ngoài mà không cần phải mua trực tiếp từ hãng. Ngoài ra thì với cáp 5A thì chúng ta có thể kéo dài cái chiều dài giữa hai thiết bị lên đến 100m. Chúng ta có thể dễ dàng set up các cái vị trí mic theo cái vị trí mà mình mong muốn, khá là dài. Thì thường những cái mic hội thảo của các cái hệ thống bình thường thì nó chỉ có đi kèm một cái sợi dây 2m thôi. Thì nếu chúng ta muốn nới dài từ đưa từ bàn này qua bàn kia khác thì chúng ta phải mua thêm những cái sợi dây mở rộng. Thì với cái chuẩn cáp này chúng ta có thể hoàn toàn chủ động về cái chiều dài giữa hai cái thiết bị, rất là thuận tiện. Thì ngoài ra với cái âm ly trung tâm này, nó có thể kết nối với cái hệ thống phiên dịch cũng như là cái hệ thống âm thanh bên ngoài. Đặc biệt nó có thể kết nối với mạng để chúng ta có thể điều khiển hệ thống qua phần mềm. Tiếp đến là cái bàn hội thảo DC5980B. Thì cái bàn này nó cũng sản xuất tại Thái Lan. Thì đây là cái máy hội thảo dùng cho cả chủ tịch, đại biểu hoặc là cả người phiên dịch. Thì ở trên này nó có một cái dãy phím. Thì cái dãy phím này chúng ta có thể thay đổi được tùy theo cái nhu cầu của chúng ta. Đây là cái bàn phía cái máy hội thảo để bàn. Sau này nó có một cái logo DS, một cái thương hiệu dành cho cái dòng mic hội thảo này. Ở trên bề mặt thì nó có loa tích hợp, đây là dòng loa chất lượng cao cho cái âm thanh trung thực. Thì các đại biểu có thể nghe trực tiếp từ trên loa. Ở dưới này có một dãy phím cảm ứng. Đây là nút tăng giảm âm lượng, đây là nút tắt mic, đây là nút bấm nói. Và bên này nó có một cái nút để chúng ta có chuyển cho người phiên dịch, chuyển kênh phiên dịch. Bên hông có nút để có lỗ cắm để cắm tai nghe. Đây là cái ổ cắm cho cần micro.
Đây là hai cái chạm in out để chúng ta có thể kết nối dây. Đây là sử dụng cái đầu rắc RJ45, một cái chuẩn rắc khá là phổ biến. Dòng mic này được sản xuất tại Thái Lan, DC5980B. Rất là đẹp. Tiếp đến là cái cần micro. Thì nó có hai loại GM5923 và GM5924. Một cái loại dài 40 cm tiêu chuẩn và cái loại cần dài 50 cm. Thì ở trên nó có đèn, thì khi chúng ta bấm nó thì nó sẽ đỏ cái đèn led này lên để báo hiệu là cái mic đang hoạt động. Đây là cái ổ cắm mic rất là tinh xảo. Thì cái dòng mic này nó sản xuất tại Philippines. Rất là đẹp. Ở phía dưới cần mic nó có một cái đoạn để chúng ta có thể bẻ xoay cần mic mọi hướng theo ý muốn của chúng ta. Chúng ta có thể tùy chỉnh được cái hướng của mic. Bên cạnh đó nó còn đi kèm cho chúng ta một cái mút để lọc nhiễu, lọc tiếng gió để chụp lên cái đầu micro. Đây là cái cần mic khi đã cắm vào cái bàn hội thảo. Kiểu dáng rất là đẹp, hiện đại, chuyên nghiệp. Thì cái cần mic này trước đây nó cũng sản xuất tại Thái Lan luôn, nhưng sau này nó đã chuyển qua nó sản xuất tại Philippines. Ok, thì mình vừa giới thiệu qua cho các bạn về cái dòng micro hội nghị hội thảo kỹ thuật số của Shure DDS5009. Thì với một cái hệ thống micro hội thảo thì thường sẽ được dùng cho các cái phòng họp hay là các cái phòng hội nghị, hội trường vân vân. Thì bên mình cung cấp rất là nhiều các cái thương hiệu về hệ thống micro hội nghị, hội thảo như là Toa, Bose, CMAX, Visionic, Shure, GTX vân vân, rất là nhiều. Thì mình cũng đã làm khá là nhiều các cái video ở trong kênh rồi. Thì nếu các bạn có nhu cầu thì có thể tìm lại trong kênh để xem. Thì ngoài ra nếu các bạn có nhu cầu tư vấn về một cái hệ thống micro hội nghị hội thảo thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào cái số hotline mình có để ở góc màn hình. Thì bên mình sẵn sàng tư vấn cũng như là thiết kế để các bạn có thể có được một cái hệ thống micro hội nghị hội thảo phù hợp nhất với cái nhu cầu của các bạn cũng như là mức chi phí hợp lý nhất. Thì tất cả các sản phẩm bên mình đều được nhập khẩu chính hãng, có COCQ hóa đơn đầy đủ. Thì các bạn có thể yên tâm khi mua hàng. Ok, thì các bạn có thể tham khảo thêm về các cái sản phẩm này tại cái đường link website mình có để ở phần chú thích bên dưới. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Vui lòng nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.